Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn giải một số bài tập tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn giải bài tập số 4. Chúng ta cùng phân tích đề nhé. Tạo một lớp hình tròn này. Có thuộc tính là có tọa độ tâm này và bán kính. Các phương thức gồm cấu tử có tham số và không có tham số. Người ta yêu cầu tính chu vi này, kiểm tra một điểm có nằm trong hình tròn hay không và viết phương trình nhập vào dữ liệu 5 hình tròn, sau đó sắp xếp hình tròn theo diện tích, đếm số hình tròn có tâm trùng với góc tọa độ. Ok. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị luôn một số phương thức get set cần thiết. Và mình có thêm một thuộc tính mới là thuộc tính tâm. Thì tâm ở đây nó cũng là một điểm. Vì thế mà những điểm thì lại là một dữ liệu mà không có sẵn trong lập trình. Vì thế chúng ta phải tạo ra một cái lớp gọi là lớp điểm. Chính vì thế chúng ta có một hàm, thì tôi gọi đó là hàm điểm. Thì hàm điểm thì nó cũng có một điểm, thì đương nhiên nó có đặc điểm là nó có tung độ, hành độ, cũng có get set. Ngoài set bán kính thì mình có set tung độ của tâm này. Thì dòng đây có nghĩa như nào? Tức là mình xét tung độ của tâm, nhưng tâm ở đây nó cũng là một điểm. Chính vì thế chúng ta có câu lệnh là tâm và trỏ chấm này. Tức là trỏ để xét tung độ. Nó tương tự như xét tung độ của một điểm. Các bạn phải hiểu rằng ấy, tại vì chúng ta tạo ra rất nhiều hình tròn và mỗi hình tròn thì nó lại có tâm khác nhau, đúng không? Chính vì thế mỗi hình tròn nó có một tâm riêng của nó. Vậy nên tâm này thì không thể trùng với tâm hình tròn này, không thể giống tâm hình tròn khác, trừ trường hợp chúng ta làm bài toán là xét hình tròn nó có trùng tâm hay không thôi. Nhưng về bản chất của nó thì không hình tròn nào có tâm giống nhau cả. Chúng ta cũng có xét hoành độ tâm này, tương tự với get. Ok. Và tính toán diện tích và chu vi như bài trước chúng ta đã làm. Sang hàm main. Tạm thời xóa đi. Hàm nhập thì mình cũng thực hiện luôn. Nhập hình tròn, gọi nó là hình tròn. Sửa một chút. Đó, kính. Nhập bán kính và hình tròn từ y xét bán kính, đúng không? Từ hình tròn xét bán kính mình nói lại một lần nữa tại sao chúng ta sử dụng vòng lặp do while. Tại vì bán kính chúng ta không thể nào âm được, nên chúng ta sẽ đặt điều kiện nếu như bán kính mà ta nhập ý, nó nhỏ hơn không thì ta bắt buộc phải nhập lại. Tương tự với nhập tọa độ tâm. Nhập tọa độ tâm O. Tâm thôi, không phải tâm O.
mình sửa lại. Cái này là do tùy mỗi người quy ước thôi. Tọa độ tâm chúng ta sẽ có tung độ và hoành độ. Tâm đúng không? Và đương nhiên sau khi nhập chúng ta cũng phải set. Set gì? Tung độ tâm. Set thành độ tâm. Thì dĩ nhiên rồi, khác với bán kính thì tâm cũng có thể là âm được, nó là tọa độ trong đạo độ vector mà. Rồi ok, xuất đây là hình tròn. Có diện tích đi. Tính diện tích. Tính chu vi. Sẽ thêm thông tin nó ở đây. Bán kính. Ta có bán kính của nó. Hình tròn thứ y. Get bán kính. Xem. Tâm ta sửa tâm O đi, tâm gì cũng được thì các bạn ký ức thôi. Chúng ta có gì? Hình tròn thứ Y. Ghép tung độ tâm. Và hình tròn thứ Y. Ghép hoành độ tâm. Đây, mình sẽ viết nó rõ ràng hơn cho dễ nhìn. Đây. Chúng ta sẽ có bán kính, sau khi nhập chúng ta sẽ có bán kính này, có tâm này, có diện tích và chu vi. Đó là tất cả thông tin của một hình tròn. Sửa lại đây là hình tròn. Ok. Xóa đi. Chúng ta thử biên dịch xem việc nhập xuất chúng ta được chưa. Bấm nhầm cái gì rồi. G cộng cộng main chấm cp
trừ O mình. Lỗi. Điểm. Rồi ok. Chúng ta quên chưa gọi hàm điểm. À, chúng ta quên chưa gọi file điểm. Và ok. Xem có lỗi gì nữa không. Đây. Mình chọn not define. Chúng ta chưa end file. End it. Quá trình mới dịch khá lâu. Ồ, xong rồi. Thử test luôn này. Chấm chéo main. Hình tròn thứ nhất, chúng ta nhập bán kính là 2 đi. Nhập tọa độ tâm. À, tung độ là 1. Hoành độ là 2. Hình tròn thứ hai, chúng ta nhập bán kính là 4,5. Tung độ là 2,5, 2,3. Hoành độ là 5. Hình tròn thứ ba, chúng ta nhập là 6. Tung độ là 4. Ảnh độ là 1, tùy các bạn. Và đây chính là thông tin của hình tròn chúng ta vừa nhập. Bán kính là 2, tâm, đây tâm O, 1, 2, đúng rồi. Tốc độ 1, ảnh độ 2. Tương tự với các tâm tiếp theo. Chính xác. Tức là vì nhập xuất chúng ta đã thành công. Các bạn có thể nâng cao hơn một chút nữa là chúng ta nhập tâm tọa độ, à nhập tọa độ của một điểm thì là một một phân số, thì tức là chúng ta phải làm thêm một cái lớp nữa là lớp phân số cho việc nhập tọa độ của tâm đó để mở rộng thêm. Ok, xem đôi bài yêu cầu là gì. Tính chu vi tính diện tích rồi này. Kiểm tra một điểm có nằm trong hình tròn hay không. Ok. Thử xem ở đây có pin không nhỉ. Mình sẽ vẽ ra. Có. Ok, đợi mình một chút. Thì các bạn thấy để kiểm tra một điểm mà chúng ta nhập vào ấy có nằm trong hay nằm ngoài như đề bài này thì nó chỉ hỏi là kiểm tra một điểm có nằm trong hay nằm ngoài hay không, tức là chúng ta có một hàm là hàm bool kiểm tra, nếu nó nằm trong thì trả về true, nằm ngoài trả về false, giả dụ như vậy được không. Đấy, còn một số bài khác thì nó sẽ hỏi yêu cầu là điểm này nó có thể nằm trong, nằm ngoài, nhưng có thể nằm chính ngay trên đường hình tròn, đúng không nào? Nó sẽ trùng với đường tròn của nó, tức là khoảng cách từ điểm của nó cho đến tâm bằng với bán kính. Thì bài này thì người ta lại không hỏi câu như vậy. Thì nên là các bạn nhớ chú ý đọc kỹ đề để giải quyết vấn đề cho một cách hợp lý. Hình như mất mạng phải. À, có mạng. Bên.
Mình sẽ vẽ cho và giải thích cho các bạn dễ hình dung. Đâu quá nhỉ? Ừ, lỗi flash rồi. Mình chưa update flash. Thôi rồi mình sẽ nói chạy vậy. Tức là để kiểm tra một điểm có nằm trong hay nằm ngoài hay không ấy, thì chúng ta sẽ xét khoảng cách từ điểm chúng ta nhập đến tâm của hình tròn, đúng không? Nếu khoảng cách từ điểm đến tâm của hình tròn mà lớn hơn bán kính, thì điều đó có nghĩa là điểm đó nằm ngoài hình tròn. Còn nếu như ngược lại, có nghĩa là nằm trong hoặc nằm giữa, như ở bài này thì chúng ta chỉ có xét làm việc nằm trong hoặc nằm ngoài thôi, chứ chúng ta không xét rõ ràng là nó nằm giữa hay không. Và để làm được việc này thì chúng ta vẫn phải có một phương thức nữa là phương thức tính khoảng cách giữa hai điểm, đúng không? Thì đương nhiên chúng ta sẽ thực hiện ở lớp điểm là phương thức tính khoảng cách giữa hai điểm, mình gọi nó là khoảng cách hai điểm giữa điểm điểm một, mình gọi nó điểm một và điểm hai, điểm hai. Ok, thì tính như nào thì này cũng là theo công thức thôi. Return khoảng cách giữa hai điểm sẽ bằng căn bậc 2 của tung độ điểm 1 trừ đi tung độ điểm 2 tất cả bình phương cộng với hoành độ điểm 1 trừ đi hoành độ của điểm 2 tất cả bình phương, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có công thức how nhầm căn bậc 2 là sqrt của hoành độ điểm 1 này chấm tung độ trước đi, tung độ mình gọi nó là ghép tung độ, đúng không? Tung độ của điểm 1 trừ đi tung độ của điểm 2 ghép tung độ của điểm 2 và tất cả bình phương, đúng không? Tất cả bình phương thì người nó là một hàm cau. Hơi như không hoặc gì sợ sai luôn á, cách ra một chút này để hình dung này đó. Đây. Ok. Và cộng với pow. Tương tự. Hoành độ chú ý nhau. Bình phương của hai hoành độ, bình phương hiệu của hai hoành độ thì đúng hơn đấy. Ok, mình không biết là nó có sẵn hay không thì mình cũng phải gọi một cái thư viện gọi là thư viện Max, thư viện toán học chấm hát gì đó, hát được không nhỉ, hát đi, thư viện chấm hát là thư viện của C. Hy vọng nó không sai. Ok, ta sẽ một bool đi, kiểm tra điểm, gọi là kiểm tra điểm đi. Ok, ta có một
Tôi gọi khoảng cách giữa hai điểm đó là D. Và mình sẽ gọi khoảng cách của hình tròn ở không đâu nhỉ, khoảng cách của hai điểm kiểm tra điểm này, thì kiểm tra điểm này thì nó là một phương thức của hình tròn đi, sẽ ném nó vào hình tròn. Vuln kiểm tra điểm có nằm trong hay nằm ngoài không, nếu nó là ngoài thì mình trả về là true, còn ngược lại thì là false đúng không, mình sẽ tạo ra một điểm, nó sẽ có một điểm đúng không, để chúng ta set điểm, chúng ta nhập tọa độ cho điểm đó. Thì mình nghĩ là chúng xem nào, ok chúng ta sẽ cho là một hàm cấu tử có tham số đi, load tung độ, load hoành độ, chúng ta test thử nhé. Truyền một điểm có hoành độ tung độ là 5, hoành độ là 6 và một biến gọi mình gọi là biến D. D thì nó là khoảng cách giữa hai điểm, giữa điểm ta xét là điểm D này này và mình gọi điểm này là điểm A đi, giữa điểm A và tâm của hình tròn. Khoảng cách hai điểm khoảng cách ở đây mình có chung một chút nhầm lẫn, tức là không phải khoảng cách đúng là khoảng cách giữa hai điểm, nhưng tại sao lại như này, tại vì chúng ta đang xét, chúng ta đang làm một điểm, ví dụ như chúng ta đây khai báo điểm A là như này và A nó sẽ có phương thức là khoảng cách giữa điểm A và một điểm nào khác, điểm điểm nào khác đây chính là điểm mà điểm điểm tâm 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 của hình tròn mà chúng ta đang xét. Đây mình sẽ sửa lại một chút, đây chính là tung độ của điểm A trừ đi tung độ của tâm bình phương, và cái này cũng tương tự, hoành độ của điểm A trừ đi hoành độ của cái điểm chúng ta đang xét tới là điểm O hay là tâm đó. Tâm chúng ta sẽ truyền vào đây là khoảng từ tâm đến điểm A. Nếu D mà lớn hơn Z bán kính, tức là nó lớn hơn bán kính thì ta return true, tức là nằm ngoài. Còn nếu không thì chúng ta return false, tức là nó nằm trong. Quay trở lại hàm main. Kiểm tra trong hay ngoài thì mình có hình tròn, nếu hình tròn nhìn xét một hình tròn được không nhỉ, đúng rồi mình xét một hình tròn, giả sử đây mình chỉ chụp nhập một hình tròn thôi, mình chỉ cần thay ở đây là một và hình tròn thứ không là hình tròn mà chúng ta nhập đấy, chúng ta vừa nhập là một hình tròn đấy mà
tra điểm bằng chu, thì chúng ta in ra cho nó một kết quả, nó là nằm ngoài. Còn ngược lại thì sao? Chúng ta in ra cho nó kết quả là nằm trong. Ok, mình chúng ta sẽ thử biên dịch chương trình. Clear. Lỗi gì? Đọc lỗi này. Ở file điểm chấm h trong hàm thành viên plot điểm khoảng ở đây mình sai. Viết sai khoảng cách. Okay. Sao toàn sai những lỗi ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Ok, hết lỗi. Chấm chéo. Mình thử nhập một hình tròn nhé. Bán kính là 3. Tâm thì mình cho tọa độ là tung độ là 1, 2 đi. Đây là hình tròn thứ nhất. Có bán kính là 3, tâm là 1, 2. Có diện tích là như này, nằm ngoài. Nằm ngoài đây, tức là cái điểm mà chúng ta đang xét là điểm điểm A này, nó nằm ngoài. Ok. Mình thử tính xem nào. Điểm A có tung độ 5 này. Tung độ A trừ đi tung độ O là 5 trừ 1 là 4. 4 bình phương là 16. 16 mà cộng với 6 trừ 2 là 3. 6 trừ 2 là 4. 4 bình là 16. 16 cộng 16 là 32. Căn bậc 2 có 32. Ừ đúng rồi, nó lớn hơn bán kính. Chắc chắn nó nằm ngoài rồi. Đó. Thì chúng ta cũng có thể thay chỗ này bằng cách việc nhập ở ngoài hàm main. Nhưng ở đây mình sẽ làm nhanh. Sẽ chỉ demo thôi. Ok. Tiếp tục sẽ giải tiếp bài tiếp theo. Rất nhiều bài tập này, phân số này, số phức này. Các bạn nên luyện tập làm hết cái đống này đi. Đảm bảo được 10 phẩy môn lập trình hướng đối tượng luôn. Đây rồi. Lớp list. Mình sẽ hướng dẫn bài 13. Mình thấy cái lớp list này là khá quan trọng. Tại sao quan trọng? Tại vì trước hay sau gì các bạn cũng sẽ phải học một môn là môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Và dĩ nhiên là các bạn sẽ phải học sử dụng về list, về stack, về queue, về con trỏ. Nhưng ở đây mình chỉ học mới học nên mình sẽ sử dụng với mảng. Điều bài yêu cầu này, tạo một lớp list với dữ liệu là một mảng số nguyên với các phương thức như này. Ok, chúng ta sẽ lại tiếp tục tạo ra một file với edit gọi là file list.h. Ồ, nhầm rồi. Quên rồi ba. Tạm thời tắt. Chết, quên. Oh my god. Sorry. Edit. Hình tròn. .h. Trời ơi. Mình còn chưa xong mà. Quên mất chúng ta còn hai yêu cầu nữa của bài toán. Sắp xếp hình tròn theo thứ tự tăng dần về diện tích.
chúng ta sẽ so sánh diện tích giữa các hình tròn và sắp xếp chúng thôi. Thì mình nghĩ yêu cầu này nó cũng rất là đơn giản, mình sẽ không giải thích nữa. Đếm số hình tròn có tâm trùng với gốc tọa độ. Thì chúng ta sẽ tạo ra một hàm là đếm số hình tròn thôi. Thì chúng ta sẽ trả về một biến là biến count. Thì mỗi lần ý, mà cái hình tròn, chúng ta sẽ set này. Giả dụ nhé. Đây mình chỉ làm để mua ví dụ cho các bạn phải tự làm. Tức là nếu nếu mà cái tâm O ấy, tâm O tâm 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 của hình tròn ấy mà có tung độ mà bằng 0 đồng thời hoành độ cũng bằng 0. Tức là nó trùng với góc tọa độ. Đúng không? Đó. Chỉ cần một cái điều kiện này thôi là chúng ta có thể giải quyết được bài toán này rồi. Rồi để mình tiếp tục xong bài 13. Bài khá hay.